Bạn đã xử lý mụn và da kiểu như này chưa? Thử một cú lít chuột xem sao nhé. Đây tôi tạm gọi nó là bước phá công nghệ chấm mụn và làm mịn da đẹp hỏa tốc. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, nhà da lại là mụn bay tè le, tứa lưa rồi biến mất ngay ấy mà. Đấy, đấy là ảnh chân dung cô dâu hay là ảnh beauty đấy nhé. Còn đây là ảnh tiệc nguyên một dàn em gái 6 cô như này nè. Thử làm kiểu này xem sao nhé. Kết quả đối với tôi là ngoài mong đợi. Còn mọi người thấy sao? Hãy để lại cảm nhận để chúng ta cùng tham khảo. Còn giờ thì chúng ta đi vào nội dung chi tiết, sâu hơn, kỳ hơn và rõ ràng hơn. Phần này tôi nhờ anh Thái Lai chia sẻ đến với mọi người nha. Nhiệm vụ tôi đến đây thôi. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta quay lại cái vấn đề nhức óc, nhức não vì cái chấm hình tiệc. Khi hiện nay các bạn chụp từ một bộ album tới bộ hình tiệc từ 4-500 tấm, các bạn thậm chí chụp cả ngàn tấm về lựa lại có 300 tấm à. Nhưng mà chúng ta cũng nhức đầu bởi số lượng quá nhiều. Thì những anh em đã hỏi Thái Lai là anh Thái ơi, làm cách nào mà để cho nó xử lý nhanh. Thì hôm nay Thái Lai xin giới thiệu đến cho các bạn cái bộ action này. Nó làm cho ảnh tiệc thì nó có hai loại, Thái Lai giới thiệu hai loại. Một loại là chúng ta có thể chạy hàng loạt dành cho các bạn chụp hình quá nhiều ha. Một loại chúng ta làm ảnh bằng thần tấm cho tự nhiên, cho đẹp kỹ hơn. Thì theo như cá nhân của Thái Lai thì hai cái dùng cũng giống nhau à. Tùy theo cái chạy hàng loạt bắt buộc máy phải mạnh thôi. Bây giờ đây Thái Lai sẽ làm thử tấm hình anh em xem nhé. Ở đây cái hình gốc chụp như vậy đúng không? Dù vậy đi ha, mặc vào dâu hơi mụn chút này. Thì thật sự mà nói khi làm về cái chấm mụn làm da thì rõ ràng Thái Lai phải kiếm cái hình có một mụn chút mới làm được. Còn hình đẹp, người mẫu đẹp rồi thì gì ta, đâu có tác dụng đâu, đẹp rồi mà. Rồi bây giờ ở đây ha, ví dụ như Thái Lai sẽ làm cách đầu tiên là chúng ta làm da cho ảnh mà gì ta, cái này chụp gì thì với dàn mâm quả chúng ta chọn như này, chọn bộ mặt ha, nhấn ship này, chọn cho mặt, chọn hết tất cả cái mặt này, tức là chỗ nào mà chúng ta muốn làm da chọn vào hết như vậy ha, chọn hết rồi. Cô lộ tay chân muốn làm thì làm luôn nhé. Ví dụ vậy đó, ví dụ tay chân muốn làm luôn, làm luôn. Ok, về đơn giản ví dụ vậy đi, chạy cái mặt coi cho cái tay lo gì. Ok, sau khi chúng ta chọn xong rồi thì các bạn không làm gì hết, cái việc là kích vào cái đây, đây kích vào ở đây thôi, các bạn cứ kích vào cái xoa mụn mịn da vào đây. Ok, tự động nó sẽ làm cho mình ngồi hút thuốc thôi hoặc là ngồi uống cà phê. Đoạn này là mình nhấp ly cà phê chút xíu rồi. Sau một hồi tính toán của Thái Lai thì nó cho ra ảnh như thế này. Thái Lai sẽ copy cái ảnh này, cái ảnh này để chúng ta coi ảnh gốc và ảnh chạy nhé. Về trở về ảnh gốc này, gọi là reverse. Ok, chúng ta hãy xem thử này. Đấy, sau một thời gian hít một hơi thì mụn nó bay, mặt nó mịn đây ha. Đó, ok bên này. Ok ok ha. Rồi đó là cái hình tiệc của chúng ta nhắc đầu, thì giờ có cái action công nghệ này rồi. Thì thật ra Thái Lai cũng dùng cái kiến thức của mình biết được và tính toán làm sao đó mà để cho ra bức ảnh nó làm sạch mụn mà chạy da mà nó mịn mà đẹp. Không biết các bạn có thấy đẹp không? Thái Lai thấy hình tiệc vậy là ok rồi đó, chứ không biết đòi gì nữa hơn. Ok, chúng ta chạy một tấm khác ha. Rồi lại tấm này làm sau đi, tấm này nó sau đi, tấm beauty thì Thái Lai làm thêm thôi cho anh em nào xài. Đây, beauty thì làm thêm, nhưng làm thêm thôi. Ok, chủ yếu là cho Thái Lai sẽ mục đích là chọn cho hình tiệc thì các bạn muốn chạy nhanh chạy nhiều thì ở đây hình này đúng người này, thấy chưa? Hình này Thái Lai chụp xóa phong rồi, chụp nét chú rể thôi, còn mọi người xóa hết chú rể nó bực thôi ha, đẹp trai thôi. Ok, thì hình này các bạn không cần làm cái gì luôn, các bạn cứ việc tiếp vào đây các bạn bấm vào đây chạy ra hàng loạt. Ok, tự động nó xử lý nhé. Đợi bên gốc Thái Lai, đợi bên gốc này rồi, bát nó qua để coi cho sẵn ha. Ê, đây hay à, mụn sạch, mụn bay, mặt da láng. Ok rồi, đến lượt hình này làm sao đi, hình này ảnh beauty làm sao. Thái Lai sẽ giới thiệu một bước nữa, thì đối với các bạn mà chụp ảnh nhiều thì ở đây Thái Lai sẽ mở cái folder như thế này. Ở đây Thái Lai có làm sẵn copy ra sẵn rồi ha. Đây nè, copy sẵn cho ví dụ đi, các bạn chụp 100 tấm 1000 tấm thì không biết ha. Thì cái này Thái Lai cân nhắc trước khi mà các bạn chạy, có hai cách. Một là cấu hình mạnh nha, RAM hiện tại RAM của Thái Lai là RAM 16GB ha. Ở đây các bạn chạy RAM 32GB càng tốt, càng nhiều RAM càng mạnh càng tốt, nói chung là máy phải mạnh lên từ 16GB trở lên để cho nó bảo đảm chất lượng ha.
Còn nếu như các bạn nào RAM 8GB thì các bạn có thể giảm cái hình này xuống, giảm hình tiệc xuống với cái mức độ là đúng hình tiệc thôi. Tức là trên hình tiệc hoặc là ảnh 20-30 gì đó là ok rồi. Rồi ha, ví dụ folder này ok ha. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nha, chúng ta vào file chọn cái automatic debug. Ok, thì ở đây là Thalai đã nó nhớ rồi này, nó nhớ Thalai chạy test thử nó nhớ rồi ha, nhớ rồi. Thì folder này Thalai giới thiệu nhiều rồi. Ok, bây giờ trước Thalai hướng dẫn nữa rồi, hướng dẫn cách làm này rồi ha. Ở đây Thalai chọn cái folder là T ở đây. Còn chỗ shell Thalai lưu shell chỗ anh em này ha. Bây giờ Thalai bấm ok chạy thôi. Rồi. Lúc này á, nếu như các bạn chạy từ 500 đến 1000 tấm thì cố gắng chạy ban đêm hay đi ngủ đi. Sáng mai lấy hình là vừa. À, nếu mà 500 đến 1000 tấm. Còn máy mạnh thì chưa biết ha. Rồi, vậy là đã xong, chúng ta hãy kiểm tra ở cái file này. File này là file gốc này, Thalai chạy file gốc hết, Thalai copy ra đỡ thôi, coi này mụn đúng không? Đúng không? Ok. Mụn đúng không? Ok, mụn đúng không? Ví dụ vậy đi ha. Đây, dù gốc mụn đúng không? Ok. Rồi, chúng ta kiểm tra cái file folder Thalai lưu đâu? Ở chỗ là anh em. Anh em đây. Nó sạch rồi gì nữa. Ấy. Ấy. Đó. Ok chưa? Sạch bay mụn luôn, nét căng luôn đó. Làm cho anh em coi đủ luôn. Đúng rồi, ok, cho full nó dễ thấy đi. Đó, vậy cho vậy cho dễ coi đi ha. Đấy, thấy chưa? Sạch mụn luôn, đẹp đẽ luôn. Sau một thời gian uống ly cà phê thì nó chạy nếu mà máy mạnh ha. Còn máy yếu thì có thể đi ngủ luôn đi. Được khỏe. Ok, làm buổi sáng thì được. Ok. Rồi, bay mụn rồi. Ok ha. Vậy là cái mà Thalai test cho anh em coi. Cái phần bay mụn. Giờ thì chúng ta qua cái ảnh này đi. Ảnh này thì ảnh Thalai làm thêm cái ảnh chân dung thôi. Thì đôi khi những anh em thắc mắc. Thực ra nó cũng như đó, nhưng mà cái ảnh chân dung thì Thalai làm một cách khác, nó hoàn toàn hơn. Vì ảnh chân dung chúng ta phải làm kỹ hơn, không phải là làm kiểu như hình tiệc ha. Hình tiệc nó nhiều người nữa, thì bây giờ ảnh chân dung mà Thalai cũng có cái ảnh nào mụn để mà thấy rõ nữa. Để anh em đỡ đi, anh em coi thử cũng được để biết cái đẹp hay không thôi. Bây giờ Thalai sẽ chọn vào đây. Chọn vào ra hết ha. Tức là ảnh chân dung á, cố gắng chọn chính xác mà. Đó, chứ không làm như hình tiệc. Ok, cũng vậy đi. Ok, để cũng được, nó mặc cũng được. Rồi, chúng ta hãy xem thử nhé. Action. Đây là chấm mụn này, xóa mụn mình da này, cái hàng đỏ này nó có ba cái ha. Thalai tách ra rồi, tách ra cho cái hàng ở trên này là cái mụn này là cái mụn chân dung, còn cái này hình tiệc hàng loạt, còn cái này hình tiệc làm bằng tay ha, chấm mụn bằng tay, cái là thủ công bằng từng tấm á. Đó, chia ra vậy cho dễ làm. Thực ra một cái làm đủ rồi, nhưng mà Thalai tính ra có là trong này Thalai đã xử lý nhiều cái bước mà để cho nó lọc được cái phần chi tiết về mụn và chạy da, cái độ chi tiết nó vẫn còn giữ được cái nét ha, chứ không mù nha. Thử coi. Ok, bấm vào office. Rồi, kết quả đã xong. Rất là hồi hộp, biết là được hay không, hên xui. Đây, ok. Đó, gốc chạy. Các bạn thấy không, cái chỗ chuyển rồi da mắt này ha. Cái cách Thalai chạy để lúc Thalai chọn vùng, nó chọn cả mặt vậy luôn nè. Mà nó chạy xong, con mắt nó vẫn nét chứ không mờ nha. Đấy. Đó, lúc Thalai chọn là vậy nè. Nhưng mà con mắt nó vẫn nét. Đây, các bạn coi da ha, ok. Thấy chưa? Rồi, thì đến đây là các bạn đã thấy là cái bước chân dung đó, chúng ta làm hình ảnh chân dung à. Nếu ảnh beauty quên lộn chân dung thì không nói đâu, chân dung thì làm vậy là xong rồi. Nhưng mà đôi khi ảnh beauty chúng ta cần lại gì đó, đoạn boom mà là tạo khối, bấm này, tạo khối rồi nơi xong ha. À, tạo khối cho ảnh chi tiết là tùy mình này. Ví dụ ở đây đấy là khối lại cho ảnh chi tiết, bóp mặt, bóp cổ, bóp ngực, có eo vô. Ở đây không có eo nữa, mất eo rồi. Ok, đó thì nó ra hai giai đoạn này. Giai đoạn đầu tiên là mình chạy cái phần da nó đẹp láng o ra ha. À, láng o giữ chi tiết có hột nha. Để dùng lớn coi này, đó thì khối nha, đùa đâu. Ok, bước theo là mình làm khối. Thì cái phần này các bạn làm beauty các bạn biết rồi, tự tạo khối lên, tự tạo nét lên, sáng lên cho hình nó bực. Ok, tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Rồi, đến đây thì Thalai đã chia sẻ cái bộ action này để làm da, để cho những anh em nào làm tiệc số lượng nhiều à, hoặc lười không có thời gian mà đi uống cà phê không, thì các bạn có thể mua cái bộ này xài ha. Thì đặc biệt Thalai chia sẻ nữa, những anh em mà đã mua cái bộ màu rồi thì Thalai sẽ giảm 50% những anh em luôn. Tại vì những anh em đã ủng hộ Thalai rồi thì Thalai không còn gì để nói nữa, chỉ có là anh em thích cái xài cái này thì mua ủng hộ tiếp tục Thalai thì Thalai sẽ giảm 50%. Còn những anh em nào mà xem xong mà muốn đặt liền trong vòng 24 giờ đặt liền mua bộ này thì Thalai sẽ giảm 20% cho 10 người đầu tiên. Ưu tiên vậy thôi, anh em muốn thực sự cài thì anh em đặt Thalai trước. À, Thalai sẽ cài đầy đủ cho anh em, đầy đủ hết luôn, chỉ cái việc là ngồi tận hưởng thôi. À, cho nên hình tiệc cũng vậy thôi. Rồi đây này, Thalai không biết nói gì hơn nữa. Thalai cũng
cũng không quên cảm ơn những anh em đã theo dõi video Thanh Lai, và cũng quên cảm ơn những anh em đã luôn ủng hộ Thanh Lai nhưng mà chưa mua. Hôm nay có cơ hội cứ mua thì mà ta đấy nha. Rồi, Thanh Lai cũng mới nói thôi chứ Thanh Lai cảm ơn rất là nhiều đối với những anh em đã mua ủng hộ Thanh Lai trong suốt thời gian qua. Đến đây Thanh Lai một lần nữa xin chào tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.